Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm dành cho những người có cơ thể suy nhược, kén ăn, mất ngủ. Thưa bạn, với việc làm cường độ công việc nhiều như hiện nay, đồng thời là với nhịp sống nhanh chóng, thế nên thì ít khi chúng ta quan tâm đến sức khỏe của mình. Chính vì vậy, đôi khi cơ thể của chúng ta gặp nhiều vấn đề, chẳng hạn như là kén ăn, mất ngủ và thậm chí là chúng ta cảm thấy cơ thể của mình suy nhược mỗi ngày. Chính vì vậy, việc làm sao để cơ thể của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, đồng thời là tăng cường sức đề kháng là một trong những vấn đề được những người có cơ thể như vậy được quan tâm, đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk, một trong những dòng sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc và rất tốt đối với những người có cơ thể suy nhược, đồng thời là kén ăn, mất ngủ. Thưa bạn, nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk là một trong những sản phẩm xuất xứ chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và vậy tại sao dòng sản phẩm này lại tốt cho những người có cơ thể suy nhược, đồng thời là kén ăn, mất ngủ? Thì Kiều Anh xin được giải thích rằng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi và đồng thời là kết hợp với nhung hiêu. Và đây là hai nguyên liệu chính để tạo ra dòng sản phẩm này, đồng thời là có công dụng giúp cho những người có cơ thể suy nhược được khỏe mạnh hơn. Và dòng sản phẩm này khi chúng ta sử dụng sẽ giúp cho chúng ta được ăn ngon, ngủ ngon hơn, đồng thời là tăng cường sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta. Trong đó, thành phần hồng sâm 6 năm tuổi trong nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk như thế này thì có khả năng là kích thích sự ăn ngon, ngủ ngon của chúng ta. Đồng thời, hợp chất saponin có trong hồng sâm giúp phòng chống được căn bệnh ung thư, một trong những căn bệnh nguy hiểm hiện nay. Và bên cạnh đó thì hồng sâm cũng đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự lão hóa sớm đến với chúng ta. Và tiếp theo, đó chính là thành phần nhung hiêu, một trong những thành phần vô cùng quý giá nằm trong tứ đại thược dược, đó chính là sâm, nhung, quế phụ. Và trong nhung hiêu thì đã được chứng minh là có khả năng tốt với sức khỏe, đồng thời là có nhiều hợp chất quan trọng giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và đối với những người mà kém ăn, mất ngủ, có cơ thể suy nhược thì đây là một trong những sản phẩm giúp chúng ta được khỏe mạnh hơn. Trong nhung hiêu có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, tốt và bổ dưỡng cho cơ thể, như các loại axit amin, nguyên tố vi lượng, các khoáng chất như canxi, kali, natri, magie, protein, protid, lipid. Hay collagen được xem là kết cấu chính của protein trong không gian ngoại bào ở nhiều mô liên kết trong cơ thể. Và khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk, collagen có trong sản phẩm này sẽ ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta. Bên cạnh đó, bạch cầu trung tính chiếm tỷ lệ 40–70% trong cơ thể loài hiêu. Và đây là thành phần không thể thiếu của hệ miễn dịch tự nhiên. Và do đó, nhung hiêu nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể một cách tự nhiên, hiệu quả, đồng thời giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, ăn ngon, ngủ ngon hơn, cũng như là phòng chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vâng, với những thành phần vô cùng quý hiếm, đồng thời là các hợp chất có trong nhung hiêu cũng như là hồng sâm 6 năm tuổi, khi được chiết xuất ở trong thành phần nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk này, thì khi chúng ta sử dụng, các bạn đã biết vì sao dòng sản phẩm này giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn rồi, đúng không ạ? Và quan trọng là thành phần bạch cầu trung tính như Kiều Anh vừa nêu trên sẽ có khả năng là giúp cơ thể của chúng ta được tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên, giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó, nó cũng ngăn chặn được tình trạng xảy ra những căn bệnh cảm cúm, những căn bệnh thông thường đối với những người có sức đề kháng yếu. Và chính vì vậy, dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này, bên cạnh việc được sử dụng nhiều cho người cao tuổi để tăng cường sức khỏe, thì những người có cơ thể suy nhược, ăn không ngon hay là mất ngủ cũng là một trong những giải pháp vô cùng tuyệt vời. Và bên cạnh đó thì với dòng sản phẩm này thiết kế vô cùng nhỏ gọn, và nếu như các bạn có công việc thường xuyên đi xa mà chúng ta không mang được hộp to như thế này, thì chúng ta có thể mang những gói nhỏ như trên tay Kiều Anh đây mang theo bên mình. Và bên cạnh đó thì hãy nhớ rằng cho Kiều Anh, mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một gói như thế này để giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc vào buổi sáng, và trong thời điểm khi mà bụng của chúng ta vẫn đang rỗng và chưa ăn gì. Bởi vì khi chúng ta uống nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk vào trong thời điểm này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được hấp thu tốt nhất các dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung khiêu Jeongbuk như bên cạnh Kiều Anh đây đã được chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời là đã được chứng minh rằng có công dụng vô cùng tuyệt vời đối với người dùng. Thế nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm này. Và hãy nhớ cho Kiều Anh, với một sản phẩm để có được công dụng tuyệt vời nhất thì hãy sử dụng trong thời gian lâu dài. Và mỗi ngày thì chúng ta hãy dùng một gói như thế này. Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng uy tín nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về nước hồng sâm nhung hiêu Jeongbuk thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ kênh Siêu thị Hàn Quốc.